Vâng, xin chào các bác đến kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe đua đến từ thương hiệu cao cấp Trek. Và đây chiếc Trek One Series 1.2. Và em đánh giá chiếc xe này cực mới các bác nhé, trên 95%. Và tất cả đồ đều nguyên zin nguyên bản về theo xe, không lai bất kỳ món nào. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là về hình thức của chiếc Trek One Series 1.2. Đây là một thương hiệu mà các bác rất là mong chờ về xe đua. Và luôn là mẫu bán chạy nhất tại cửa hàng em. Về số lượng rất là ít thôi, thỉnh thoảng về một chiếc. Như các bác thấy chiếc xe rất là mới, màu xanh. Xanh có đường xám này, xám bạc. Trên 95% về độ mới và chất lượng. Hầu như em đánh giá không có một vết xước nào trên khung xe cả. Màu xanh rất là dễ nhìn, nhôm. Nhôm 100cc aluminum nữa nhé, alpha. Size 50cm, của các bác từ 1m63 đến trên 1m7 như vừa chiếc xe này. Như các bác thấy thì đây là logo của Bon Challenger. Bon Challenger là một hãng làm phụ tùng độc quyền của Trek, của thương hiệu Mỹ các bác. Đây, yên cọc yên Bon Challenger, yên Bon Challenger nguyên zin để theo xe. Đây vết bẩn không phải xước, để lau đi được. Yên trắng luôn. Các bác thấy yên thì rất là mới, yến nguyên bản của Trần Lương. Đây là mã vạch, đây mã số gì đây. Đây là phần đuôi xe. Trên khung của Ioan Series 1.2, có thể lên Google và search thêm về chiếc xe luôn này, chiếc Ioan Series 1.2 nhé. Đùi đĩa FSA của Mỹ, đĩa của Mỹ thôi nhé. Đùi đĩa rất là mới đây, các thấy hình thức đùi đĩa này. Thông thường thì những chiếc xe đã qua sử dụng, đùi đĩa thường cũng xước xác do người dùng đã sử dụng, nhưng mà đùi đĩa này hầu như không một vết xước, rất là mới, rất là chất lượng. Đây là chiếc tem của xe, những chữ in thẳng trên khung luôn. Các bác thấy có thể đây chữ đây US đây này. Mỹ. Đây một số cái tem khác của xe. Phía bên dưới đây là một chiếc tem mã vạch, và đây gọi là tem mã vạch và trang web của xe checkby.com. Vâng, và trên phía bên trên thì ghi đông cổ cốt, như các bác thấy đều có logo của Bon Challenger. Ghi đông Bon Challenger. Còn bộ phanh ba mảnh, trên phía đầu xe thì có logo
khiên, biểu tượng của hãng Czech. Càng nhôm. Và thấy càng cũng rất là mới. Sáng và bóng lên nước sơn. Sơn nguyên bản các bác nhá. Bộ vành và bộ lốp của Wanchanger với chiếc xe vẫn giữ được cái bộ lốp nguyên zin, lốp vẫn còn sử dụng được, rất là mới. Các bạn thấy đây, hầu như không mòn, xe rất ít đi. Vành, bộ vành của Wanchanger nguyên zin theo xe của Mỹ. Đây, bộ căm căm dẹp, căm lá hẹ, căm dẹp với bộ vành và bộ căm này thì các bác có thể xé gió đi nhanh hơn. Lốp là 700x23C các bác nhé. Vành sau không ạ? Vành và lốp sau đều nguyên bản của Wanchanger. Vâng, và xe được sử dụng bộ tay lắp của Shimano Tiagra, Sora. Shimano Sora. Đây là bên lip 9 tầng. Bên lắp đĩa thì cũng của Sora 2 tầng cho xe 18 tốc độ. Lip và xích thì rất là mới thôi nhé. Bác thấy bảo vệ thì còn hầu như là chiếc xe rất ít đạp, vẫn còn trắng này. Xích đùi đĩa rất là mới. Chúng sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Củ đề của Shimano Sora các bác nhé. Lên đi. Sử dụng nguyên bộ lốp của Shimano Sora. Lip 9 tầng. Đùi đĩa của FSA. Đùi đĩa 2 tầng và gạt đĩa của Sora các bác nhé. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rồi, chuyển động rất là tốt. Máy rất là bon. Xe đến từ thương hiệu của cao cấp của Mỹ, Czech One Series 1.2. Vâng, và chiếc xe được bán tại cửa anh em là mức giá là 12.800.000, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem những hình chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp về đại của anh em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.